Ca sĩ Hà Nhi nói thẳng chuyện bằng mặt không bằng lòng trong showbiz. Ca sĩ Hà Nhi có dịp tiết lộ tình bạn với anh Tú, đồng thời nêu quan điểm bằng mặt không bằng lòng trong showbiz. Hà Nhi ấn tượng với sự tận tâm của anh Tú khi làm việc chung. Ca sĩ Hà Nhi vừa trình làng MV Khước Từ, đánh dấu màn kết hợp với anh Tú, quán quân ca sĩ mặt nạ 2023. Thời gian qua, cả hai được biết đến là đôi tri kỷ trong âm nhạc. Trước đó, màn kết hợp Chắc Anh Đang, Lời Tạm Biệt Chưa Nói của họ nhận được lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Chia sẻ về dự án âm nhạc mới, Hà Nhi kể có lần cô và anh Tú hẹn nhau thu âm ca khúc trong khoảng 30 phút. Tuy nhiên, vì mải mê công việc nên bộ đôi ca sĩ đã làm việc suốt 3 tiếng. Điều đó khiến giọng ca chính ít thêm ngưỡng mộ sự tận tâm của đồng nghiệp. Lúc đó chắc anh Tú mệt rồi, nhưng vì dự án của tôi nên anh quyết định phải làm thật chỉnh chu. Cô nói, là hai ca sĩ sở hữu chất giọng tốt, màn kết hợp giữa Hà Nhi, anh Tú được cộng đồng mạng quan tâm ngoài đời. Hà Nhi và anh Tú là đôi bạn thân thiết, chia sẻ nhiều buồn vui trong cuộc sống, công việc. Giọng ca quê Nghệ An tâm sự cô biết đến đồng nghiệp từ lâu, xong đến năm 2020 mới chính thức va vào nhau. Khi anh Tú đảm nhận vai trò khách mời trong mini show của nữ ca sĩ, Tú là một người anh rất đáng yêu, luôn mang năng lượng tích cực và nỗ lực trong sự nghiệp của mình. Giọng ca 30 tuổi nhận xét, anh Tú là người mà Nhi luôn tin tưởng để tâm sự và hỏi xin lời khuyên khi làm nghề. Anh ấy luôn sẵn sàng chia sẻ về những thứ mà anh ấy biết, và cũng sẵn sàng học hỏi khi người khác giỏi ở điểm nào đó. Tụi Nhi không có khoảng cách khi làm nghề cùng nhau, Hà Nhi bộc bạch thêm. Hà Nhi tiết lộ trong showbiz vẫn có cảnh bằng mặt không bằng lòng, nhiều người cho rằng trong showbiz không có tình bạn thực sự. Thậm chí có không ít trường hợp bằng mặt không bằng lòng với nhau. Bày tỏ quan điểm của mình, Hà Nhi thẳng thắn, không phải chỉ trong showbiz. Chuyện bằng mặt không bằng lòng giữa bạn bè với nhau cũng không có gì lạ ở đời thường. Vậy nên nếu có tình bạn thật ở đời thường thì tất nhiên là trong showbiz cũng có. Chỉ có điều, những thứ tốt đẹp thì thường không mấy ai tin, còn drama thì gây hứng thú hơn nhiều. Vấn đề không phải ở trong showbiz hay ngoài showbiz. Vấn đề nằm ở niềm tin của bạn đang đặt ở đâu, nữ ca sĩ nêu quan điểm.